cách nuôi gà đầy đủ dinh dưỡng là đây, ha. anh em nào có quan tâm thì vào xem minh lê và xem hết clip minh lê nói nha. thì uh, nói chung với cách chăn nuôi hiện tại á thì anh em làm thế nào anh em xử lý những tất cả những cái vi khuẩn trong trang trại của anh em và trong con cơ thể con gà và xử lý nguồn thức ăn đầu vào là anh em như coi như là thành công, ha, rất là đơn giản đối với minh lê thì 5 năm hơn rồi. Minh Lê sử dụng không còn sử dụng kháng sinh nữa, và Minh đây làm cái cách này và tất cả hôm nay thì sản phẩm của Minh Lê đã phủ toàn quốc và những anh em trên phiên live của Minh Lê thì cũng đã sử dụng rất là nhiều ha và anh em cũng hỗ trợ về mặt thuốc cho các anh em ở trên phiên live mà 11 giờ 30 và 7 giờ 30 hàng hàng ngày, hàng đêm ha thì rất là đơn giản anh em cứ tham khảo và tìm hiểu. Để sản phẩm của Minh Lê và kênh của Minh Lê. Minh Lê không có lùa gà, cũng không phải mà mà nói để tư vấn cho anh em để anh em mua sản phẩm không. Minh Lê chỉ đưa ra những cái vấn đề khó khăn trong chăn nuôi. Mà hôm nay Minh Lê đã hoàn toàn có những cái sản phẩm để xử lý những đề khó khăn đó trong chăn nuôi. Minh Lê ở góc độ cũng giống như các bạn thôi, giống như các bạn. Bởi vì Minh Lê cũng một trại gà, cũng gà nhập, gà việt, gà lai, cũng giống như các bạn không khác gì cả. Nhưng mà hôm nay Minh Lê đã có sản phẩm để hỗ trợ cho tất cả những anh em chỉ có anh em cứ làm một bài toán đi đối với một cái 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 bịch kháng sinh à, mà cỡ 100 gram xịn sò chút xíu cỡ 107 trở lên thì giải quyết được bao nhiêu vấn đề trong chăn nuôi gà này còn đối với sản phẩm của Minh Lê chỉ có một chai một lít này giải quyết bất rất là nhiều à, xử lý mùi hôi chuồng trại xử lý tất cả nguồn thức ăn đầu vào thì anh em cứ tham khảo và tìm hiểu sản phẩm của Minh Lê và tìm hiểu kênh của Minh Lê, à, Minh Lê phát trực tiếp trên đó, thì anh em cứ thử một lần rồi anh em sẽ thấy kết quả. Còn quyền lợi của các anh em nè, mình nêu rõ cái quyền lợi của các anh em nè. Khi anh em sử dụng sản phẩm của Minh Lê, không hài lòng với sản phẩm, cho dù có hết chai, hay không đúng như Minh Lê nói, anh em có có thể đánh dây thép cho Minh Lê, ngồi tại chỗ, shipper sẽ vào để hỗ trợ hoàn phí lại cho anh em đó là quyền lợi của anh em theo anh em đâu có mất cái gì đâu không phải mình lùa để kêu anh em mua nhưng anh em nên thời buổi hiện tại thì anh không có sản phẩm nào để xử lý những cái vấn đề nguồn thức ăn và xử lý được cái lượng samova Samodella vi khuẩn trong trang trại của anh em rất là đơn giản và hôm qua mình đi xuống dưới biển mua lại những cái hải sản tươi để mình lên làm ra cái thị đạm cái bờ rồ tein các bạn hỏi Việt Nam Minh Lê không có biết đâu nha đừng có hỏi ở Việt Nam cái sản phẩm gì Minh Lê không có biết Minh Lê tất cả đều làm công thức của người Nhật nha theo quy trình theo công thức của người Nhật mà chính Minh Lê sản xuất Minh Lê đi con đường này con một mình Minh Lê không có ai đi chung con đường này hết á. không ai có sản phẩm này để, để bán hết. nên Minh Lê không có vào vấp thì bây giờ mình lật cái màn hình lại để cho anh em thấy là mình đi mua cái gì để cho hỗ trợ dinh dưỡng cho con con gà nhé rồi ok các bạn thấy ha ở đây bên đây không có gì dàn dựng ekip chỉnh sửa gì hết khi các anh em sử dụng cái này xong thấy không? thì kế tiếp anh em sử dụng cái sinh tố nè đó cái sinh tố nè anh thấy anh em thấy không chính loại trái cây anh em cứ tra cứu google đây là hỗ trợ tất cả những cái vitamin tự nhiên tại vì chúng ta bơm sinh tố thì chúng ta trộn này vào thức ăn không có mất nhiều thời gian không có đút nhét gì cả À, anh em dư ra rất nhiều thời gian để anh em lo cho bản thân lo cho gia đình và xong á thì anh em hỗ trợ hỗ trợ cái 75 phần năm vừa đầu tiên này là mồi đó vô mồi đó thì ở đây là hơn 25 phần trăm axit amin tự nhiên nhá anh em thấy rõ. ở đây cái kênh này nói uh, thời lượng nó ít lắm nên là không có nói nhiều còn anh em biết cái này là gì đây là hào nè qua mình đi xuống biển hào cái con hào á thì thành phần cái hào ở trong đây thì anh em biết rất là nhiều ha. Ma Rồi uh, nó kích thích. test tết, Phái mạnh, đàn ông phái mạnh. Thì anh em biết cái con hào này nha. Ha? Ở đây Minh Lê tất cả đều là hải sản tươi sống. Minh Lê làm cho con gà. Ha? Cái này mà làm một nấu, một tô mà cháu cảm hết ý luôn. Ha, anh em ha, con hào nha. và đây đây là con tôm tích nó cung cấp đầy đủ chất vôi à, đó canxi vôi là ở đây để cho con gà làm gì chắc xương khỏe nó cung cấp đầy đủ và tất cả những cái hải sản là một cái lượng khoáng rất là giàu giàu, khoáng nên là nó sẽ hỗ trợ anh em gà không có ăn cát uống nước nhiều đâu à, đó nó hỗ trợ và anh em nuôi gà thì anh em nên phòng bệnh hơn chữa bệnh đối với minh lê thì hơn 5 năm rồi không có sử dụng kháng sinh không có sử dụng cái này mà luộc lên một cái chấm muối tiêu chanh hay là muối hải sản nhức nách gà ăn giờ vậy không anh em ừ? anh em thấy không đó là những gì mà minh lê đang hướng tới cho tất cả anh em và sản phẩm được phủ toàn quốc nên anh em đừng có bao giờ lo tăng tăng tất cả những sản phẩm mình đều được có giấy phép kinh doanh ha, về sản phẩm đầy đủ cơ sở pháp lý đầy đủ ha anh em cứ tham khảo cái này mình luộc lên một cái thôi nhức nách ở đây mình Lê không phải lùa gà để cho anh em mua nhưng hiện tại mình Lê có sản phẩm này để xử lý tất cả vi khuẩn mùi hôi trong chuồng trại và xử lý tất cả lượng salmonella và xử lý tất cả nguồn thức ăn đầu vào và hỗ trợ tất cả dinh dưỡng tốt cho con gà mình Lê sẽ không bao giờ nói tới thuốc thuốc mình Lê rất giỏi rất rành nhưng mình không nói cái mạng thuốc mà kháng sinh á mình để cho chạy gà nuôi cấm á. anh tới chạy gà nuôi cấm các bạn có thể vào đó follow anh ấy rồi biết biết cái quy trình biết cái, cái, con gà nuôi ở đẳng cấp level nào ha chứ mình ở đây mình không có nêu nít danh nữa tại vì các anh em ở đó đó là tình nguyện và tự nguyện hỗ trợ nha anh quý window nè chạy gà quốc đậu nè là ti nè đó là chạy gà trứng bê Đu một máu là những người anh em này sử dụng sản phẩm của Minh Lê là những người này tự nguyện và tình nguyện lên đây để hỗ trợ tất cả cho các anh em vùng miền những người yêu thích đam mê chăn nuôi và những người có tinh thần tích cực à, anh em đừng có ném đá làm cái gì mệt lắm chừng nào mấy ông có hơn thì mấy ông tính nha rồi đó Minh Lê là chỉ nói vậy mời anh em phiên like hàng ngày 11 giờ 30 hàng ngày trưa nay hàng ngày nhé và khung giờ từ 7 7h, giờ 7 giờ 30 hàng đêm Minh Lê đều lên chia sẻ vài tiếng đồng hồ cho đó để cho tất cả những anh em biết đến Minh Lê để có cách để hỗ trợ anh em và có một cái quy trình chuẩn để chăn nuôi mà không sử dụng kháng sinh gà không sử dụng kháng sinh là anh em hiểu anh như thế nào ha từ nhỏ đến lớn không sử dụng kháng sinh là hiểu rồi ha thì anh em có thể tham khảo chứ ở đây Minh Lê không có lù gà nha rồi Minh Lê chỉ chia sẻ cho tất cả anh em như thế và anh em cũng thông cảm cho Minh Lê trong suốt thời gian Minh Lê quá bận nguồn lực của Minh Lê bữa nay là mới đỡ đỡ không còn tắt tiếng thì bên anh em cũng thông cảm cho Minh Lê để Minh Lê thường xuyên để làm bằng sự chân thành Minh Lê sẽ sẽ hỗ trợ những cái clip lên đây cho tất cả anh em được tham khảo nha thì một lần nữa Minh Lê chào gà bà rịa xin chào và hẹn anh em vào những video sau bye bye anh em nha hẹn anh em vào video sau nha bye bye